Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bên Của Thành Vlog. Và video ngày hôm nay các bạn nhìn thấy đằng sau mình không? Đó là một căn nhà bỏ hoang khá là lâu rồi và đường đi vào rất là khó. Mấy cửa đóng vào luôn. Và mình đã vào đấy và mình thí nghiệm trong đấy rất là ghê. Đêm nay mình sẽ thử thách team Bên Quý Thành vào đấy chơi trốn tìm. Và ai là người trong team mình chiến thắng thì sẽ nhận được hai chiếc điện thoại, nhưng không phải iPhone các bạn ạ, mà là Z Phone, điện thoại gập có thể gập. Rất là xịn. Rồi bây giờ mình sẽ gọi team Bên Quý Thành và thử thách các bạn đấy. Mấy đứa ơi, vào kia chơi trốn tìm đi. Ôi, trốn tìm trong căn nhà bỏ hoang kia anh. Sợ thế. Em ở khu này mà em biết cái căn nhà này nhá, nó được bỏ hoang từ thời ông cố lộ em luôn rồi. Cái này chắc còn phải tầm 35 luôn rồi đấy. 30 năm. Ông cố nội bạn 30 tuổi à? 30 tuổi á? Không, thời ông cố lộ tôi là cách trước đây, cách đây 35. Ok, cứ cho là thế đi. Ê, rồi sao nữa? Mình phải đi trốn tìm trong đấy đấy để vận thưởng cái kia. Hai con gì phôn bốn. Nhưng mà sợ ma lắm, kiểu rắn. Ừ, thế mọi người về đi để em chơi, em chiến thắng em ra thưởng cũng được. G Phone 4 là tổng là phải 50 triệu ấy. 100 triệu. 50 triệu một em nó. Hai em. Thế thì thôi đi. Trăm đi. Không đi. Vâng, và bây giờ chúng mình đã có mặt tại khu nhà bỏ hoang rồi các bạn ạ. Và bây giờ chúng mình sẽ... Sẽ gì? Oản tù xì xem để ai người đi trốn, ai người đi tìm chứ lì. Ok. Vào việc luôn đi. Chuẩn bị nào. Đây. Nào. Oản thủ xì ra cái gì ra cái này. Yeah. Mình với Tuấn là người đi trốn các bạn ạ. Và ba người này sẽ bảo xem ai là người đi tìm. Oản thủ xì ra cái gì ra cái này. Đây là cái gì đấy? Like là cái đinh. Mình đứng. Đi tìm đi. Vừa này chắc chơi gian rồi. Lại phải đi tìm. 10, 15, 50, 100, 200 đi tìm nha. Tí chứ phải thế. Định lượt chứng đoán không thành công. Thế thì ra 10, 15, 20, 50, 100. Quả lấy cơ mà chị bơ rời tìm mình là thần trốn mà. Với cả mình nhìn sơ sơ chỗ này cũng có nhiều chỗ để trốn phết ấy. Thôi đi trốn cái đã. What? Cái gì thế này? Sao ở đây lại có một cái bồn cầu ấy? Hình như ai đi ở đây xong vứt luôn ở đây thì phải. Ủa, nhưng mà ở xung quanh căn phòng này toàn là những cái chiếu này, cái mảnh này các bạn này, nhiều thật sự luôn á. Hình như ngày xưa ở đây có ai ở thì phải. Ui các bạn ơi, ở góc nhà này có một cái bát hương, có một cái bát hương này. Hình như có người nhớ đâu. Nhớ đâu, ở đây có mài sao chứ. Mình nghĩ mình không ở phòng này đâu, mình qua phòng khác đi. Ôi chết rồi mọi người ơi. Bây giờ mình chạy lên tầng 2 mà không trốn nhanh tí chị Bơ tìm thấy mình chết đấy. Chết rồi, mình chạy tìm chỗ trốn thôi. Ôi, trên này có tận 1, 2, 3, 4 phòng. Bây giờ mình trốn sang từng phòng. Ui, sao trong ngày tối thế mà không có cái chỗ nào để trốn đấy. Ui rồi, nhìn nhiều bê tông đổ nát thế này ghê thế. Ôi mọi người ơi, mình thấy một cái lỗ này, không biết trong này có chỗ trốn không. Ui sâu đấy. Nhưng mà dưới này không có chỗ trốn mọi người ạ. Ngã xuống kia hỏng hết người đấy. Mình phải lấy ra con nhện này, mình đặt ở ngay cửa kia. Tí nữa nha, chị Bơ mà vào đây thì dẫm vào con này thì có mà hốt hoảng bay lên trời luôn. Ui, giấy khen. Nhưng mà thôi, không, chúng ta không nên xem cái giấy khen đấy. Đây là cái gì ta? À, một cái cốp xe. Một cái cốp xe. Một cái ba lô này. Ôi tự nhiên mình vào đây mình trốn xong rồi tự nhiên mình vào đây như kiểu mình là cái đồ lượm ve chai vậy ta. Mình cứ tìm tòi đồ làm gì nhỉ? Mình phải tìm chỗ trốn. Ui. À kia là cái kệ giày các bạn ạ. Kia là cái kệ giày, mình cứ tưởng là cái bàn thờ. Hết cả hồn. Ui. Mà trong này kiểu gì cũng có rắn. Không ăn thua nên tầng chắc chắn sẽ có nhiều chỗ trốn hơn. Có 2 phòng.
mà bên này có rất nhiều phòng. Trốn ở đâu được nhỉ? Trốn chỗ nhiều phòng sẽ có nhiều chỗ để mình chọn để trốn hơn. Trống trải quá, chả có chỗ nào để trốn. Trốn vào đây là đăng xuất luôn. Nó đang xuất luôn, chui xuống tầng 1 luôn đấy. Ngu quá, phải tìm chỗ khác. Cũng trống rỗng nhưng mà chỗ này kín lắm, chị Bơ không thấy đâu. Mình quyết định sẽ trốn ở đây nha các bạn. Ôi chết rồi, ở đây có 1, 2, 3, có mỗi 3 phòng. Thôi mình vào xem phòng này có cái gì không đã. Ở trong căn phòng này cũng có toàn mảnh chiếu để ngủ à, mấy cả gối luôn này. Ô, chắc chắn trước giờ ở đây có người ở rồi. Nhưng mà nhỡ mình vào đây người ta có bắt mình không nhở? Ui, xung quanh đây cũng chả thấy chỗ nào để trốn cả. Để mình ra xem ngoài đấy em có chỗ trốn không. Dạ, dạ. Ú, dạ. Không lên được ta. Ôi cắp, ôi. Các bạn ơi, ở ngoài này có một chỗ trốn tuyệt vời đấy. Ở ngoài này là một cái mương. Hay là mình ra ngoài để trốn nhở? Nhưng mà nếu mà ra ngoài này trốn, nếu chị Bơ không thấy mình, mọi người không thấy mình, mọi người đi về chết à? Thôi, chả gì dại. Mình qua phòng bên cạnh xem có chỗ trốn ok la hơn chỗ này không. Nếu mà không có thì mình sẽ quay lại đây để trốn. Tầng 2, tầng 3 không có chỗ trốn mọi người ạ. Nên là mình phải xuống tầng 1 thôi. Ôi, con nhện đâu mà to này. À, mọi người ơi, mình sẽ để con nhện ở đây, tí chị Bơ vào tìm, dọa cho một trận chạy luôn, thế là không dám vào đây tìm mình. Đó, để ở đây. Khẽ khẽ thôi, chị Bơ biết đấy. Ui, mọi người ơi, mình vào một phát mình thấy ngay cái chỗ trốn lý tưởng mọi người ạ. Mình đứng ở đây, mình giả vào làm tượng, đố chị Bơ tìm được mình luôn. Ồ, có vẻ chắc chắn đấy, khả năng là mình trèo lên luôn. Mọi người ơi, chỗ này ok đấy. Chị Bơ thấp tí được có 1,5 m. Mình đứng ở đây cao, có lâu mới nhìn thấy mình. Mình ngồi chỗ đây á. Khả năng là mình phải kéo cái chiếu này căng ra, mình che toàn bộ người mình luôn. Ẩn thân chi thuật luôn mọi người ạ. Đến đâu được nhỉ? Hay là nằm ở đây? Có một chiếc đệm, mình nằm ở đây mình ngủ. Ngủ xong rồi chị Bơ sẽ không thấy mình sẽ trốn. Hay đấy, hay đấy. Được. Ở dưới tầng 1 còn đúng căn phòng duy nhất này. Ở trong này là chỗ để toàn chậu hoa đây này. Ui, lại có bồn vệ sinh nữa. Ở đây mọi người đi đã lắm thế nhở. Ui, có tổ ong luôn kìa. Ui, nhưng mà tổ ong này bỏ lâu lắm rồi, không thấy con ong nào cả. Ở bên trong này chả có gì, hình như đây là WC này. Hai cái WC 1, 2, bên kia cũng là WC, bên này cũng là WC. Trời ơi. Ui, một con rắn. Thật ra mình không sợ rắn đâu, mình giả vờ giật mình thôi. Tí mình sẽ cầm con rắn này trốn chị Bơ để mình trốn thoát. Mình hóa trang thành cây. 150, 200 đi tìm nha, trốn đi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm các người em của mình nha các bạn. Và đồng hành hôm nay với mình đã chuẩn bị một cái ống nhòm này. Có bọn này cứ trốn vào mất. Đi thôi. Ôi dồi ôi, trong nhà này hoang sơ thật sự các bạn ạ. Mình phát hiện một cái gọi là bồn vệ sinh chứ không phải là các bồn hay là cái gì ở đây hết. Ôi dồi ôi, có ai ở trong này không đâu. Wow, không có ai trốn ở ngoài này các bạn ạ.
Và đây là ở ngoài cái ngôi nhà hoang các bạn ạ. U dối đơn sơ thực sự. Ý. Ô, cái này hôm nay hỏng hay sao ấy? Nhìn cái đen xì xì mà trời rõ là sáng mà. Sao nhở? Chắc đứa nào nghịch của mình rồi. Thế là phải tìm chay. Ô, trong này không có ai hết ạ. Bên này cũng thế. Thế thì chắc bọn này trốn chắc ở trong nhà rồi. Mình sẽ vào trong nhà tìm. Rồi. Ui chú cho mà ôi, chị Bơ vào đây rồi. Làm sao bây giờ? Góc này có vẻ vẫn chưa ok cho lắm. À, mình có con rắn mà. Vớt ra kia, tí chị Bơ rắn mà chị Bơ chạy tới khói luôn. Cái căn phòng đầy dĩ với muỗi này, không biết có đứa nào trong này không nhỉ? Cái cây này không có. Ngoài này có ai không? Có ai ở đây không ta? Không có ai luôn. Cái gì nó mềm mềm nhỉ? Hay là mình sẽ phải c**t nhở? Có rắn chưa? Nhưng mà cái đồ chết chết, không biết còn rắn thì cũng sợ. Ui, nhưng mà không ổn rồi. Mình phải chuẩn đường khác thôi, mình chuẩn trốn chỗ khác thôi. Ui. Cái bọn này hôm nay nó ăn gì ấy? Trốn kỹ thoát đi. Mệt, bó hơi tay. Trong này không biết có ai không ta? Ây à, không có ai. Ô, trong này có một cái phòng, mình sẽ vào cái phòng này. Có ai ở đây không ta? Cái phòng này toàn dính với muỗi thôi. Đi tìm quái vật đấy không ơi? Không tìm nó đâu. Ôi dồi, ôi dồi, ma, ma kìa các bạn. Nhưng mà cái đôi giày này nhìn quen lắm, quen lắm. Ma, ma nào bị bắt rồi. Ôi giời ơi, chị vừa gặp con nhện ở ngoài cửa kìa, tí ra ra quần. Thế à? Sợ không? Sợ. Sợ không? Nhện của em đấy. Đây có cái chum. Em về ngâm rượu. Lãng lắm, em đi mà kiêng. Mũ bảo hiểm này với em này. Thôi, đi tìm trong này. Ôi, trong này là mũi đấy nhỉ? Ngứa thật đấy. Ôi. Thằng Tuấn. Ui giời ơi. Trốn thế nào đây? Lại còn đổ cả cái rèm mình nữa. Ở đây nhiều muỗi quá chị ơi. Ngứa quá. Xuống. Xuống đây. Nhanh lên. Ôi lao vào đây chứ lúc nào mà tôi không biết tôi làm trong kia. Tôi không thể lao. Tôi trốn ở đây rõ kỹ rồi. Nhưng mà mấy con muỗi nó không ủng hộ tôi. Nhanh xuống. Tranh. Ui giời. Phụ Panda. Panda bị bắt rồi, đi. Ngứa quá. Chị tìm hết hai cái bên này rồi. Bây giờ chỉ còn tầng 2 thôi. Chúng mày đi đây với chị. Còn biết Trang với Bun trốn ở đâu không? Còn lâu mà nói. Đâu có lâu mà nói luôn. Đừng nói em chẳng bị bắt ai rồi. Ở trên tầng 2 trốn kỹ vào nhá. Khoan. Bây giờ có bên trái và bên phải. Theo Huy chọn bên nào? Em sẽ chọn bên trái. Nhầm, đây là tay phải. Sao này? Em theo Huy, em bên trái. Đây là tay bên phải. Bên phải. Con tim chị bảo bên phải, nhưng lý trí chị bảo bên trái. Thế thì chị đi theo trái. Trong này chả có gì cả. Đây là cửa ra, đây là đường vào, đây là đường ra. Chẳng có chỗ trốn đâu, nãy em đi lên đây rồi, không có đâu. Biết đâu, tụi nó sống trong này làm sao ấy. Thế còn bên này này, sửa sang bên này xem. Chị phát hiện một cái nô. Ui, cái gì đấy? Úi dồi ui, cái lỗ này là cái lỗ lên lên trời hay không ấy? Cửa sổ trời, hình như là cửa sổ trời. Em chị biết đây gì không? Đây là đường lên thiên đàng đấy. Úi dồi ôi, hốt lắm. Úi dồi ôi.
chúng ta lên tránh xa ra không, chúng ta mà rơi xuống dưới này thì chúng ta sẽ làm video thử thách 24 giờ trên thiên đàng. Ôi giời, đừng xuất khỏi trái đất. Thôi đi đi đi. À. Ơ, cái gì đây, chị tìm thấy Trang rồi à? Không phải, lại là một cái nỗ. Ui giời, em tưởng gì. Ôi, chắc cái này cũng giống cái kia. Theo như em phỏng đoán thì bên kia nó là thiên đường thì bên này xuống địa ngục. Chúng ta lại phải làm video 24 giờ trên địa ngục, chúng ta đi thôi. Đi thôi, thôi đi đi đi. Nè, đi tìm Trang cho nhanh. Rồi ơi. Sẽ phải, sẽ phải. Sẽ phải thì đâm đây à? Ôi giời ơi. Trang ở ngoài đây không đời. Nên tiếng đi Trang ơi. Ôi trời, dưới này nhiều cá. Dưới này có mấy em nòng nọc. Ôi trời. Chắc nòng mày sau biến thành cá chép đấy. Chắc không có ai ở đây đâu. Tại vì giời ơi à, nòng nọc nó biến thành con đếch ấy. Đi vào trong này tìm tiếp. Nòng nọc biến thành cá chép. Hay là nòng nọc biến thành cá sấu nhỉ? Chẳng có gì, chẳng có ai. Đây chẳng có ai. Ôi rồi ôi, Trang, chắc chắn là Trang rồi, con ngủ luôn được này. Tóc tai này cũng đang ngủ, con ngủ ngáy chị ạ. Chứ làm nào để tỉnh? Em gì cũng về, chị là người đi tìm, chị phải nghĩ ra cái gì. Cái gì đấy, rắn à, cái gì đấy? Ui trời, bắt được rồi, rắn, rắn giết cái gì, đi ra đường này. Rắn đâu, không phải rắn đâu, sao tìm được em? Em bị lừa rồi đấy. Bị bắt rồi, đi lên. Rồi á. Thế là chị lại có thêm bạn đồng hành để đi tìm nhá. Còn ai nhỉ, chị tìm được thiếu ai nhỉ? Còn Bun. Mỗi Bun rồi ạ? Bun hôm nay ăn cái gì mà trốn kỹ thế. Thế là chị tìm hết 2 tầng rồi, còn mỗi trên tầng thượng thôi. Trên tầng 3, trên tầng 3 trống lắm, chả có gì đâu. Trên đấy á, nắng gắt luôn, chả ai làm trốn. Chị lên trên đấy chị thành mực một nắng ấy. Đúng rồi, chị thành cá con cá mắm luôn ấy. Thế chị tìm 2 đứa, đi xuống. Ôi trời ơi, chị bơ với cả mọi người. Ôi cậu trời khấn Phật, con lật đật nó làm ngang đi, đừng có làm dòng, không mọi người thấy em biết. Ui, trốn trốn. Bu nó trốn đâu ấy nhỉ? Biết không? Biết ra. Mà biết không nói. Đúng. Mà bây giờ nói là phải chia. Ở đây là 1, 2, 3, 4 người, phần trưởng phải chia 4. Samsung Galaxy thì mua 4 thì phải chia 4 thôi. Trọng bút thôi, tham thế. Trốn kỹ thế. Hôm nay trốn kỹ quá. Chị bơ ơi, Bùn nó ở trong kia kìa. Trong kia á? Đúng rồi. Lúc nãy chị thấy con rắn trong đấy nhưng mà không tìm hết. Chắc là đúng trong đấy. Nhưng mà chị thấy sai sai. Em cũng thấy sai sai. Thế lúc nãy em bảo chị Bùn ở này à? Không, em không bảo gì đâu. Sao này? Thằng Bùn nó bảo chị là nó ở trốn ở đằng đấy. Em thấy Bùn bảo chị trốn. Thằng Bùn nó đi trốn. Thế thằng Bùn, thế thằng Bùn nó vừa nói chuyện với mình à? Thôi quay lại. Thằng Bùn kia nha. Không phải Bùn đâu, nó vừa chỉ nó ở đằng kia mà. Ui rồi, đi ra đây. Bùn, ta không phải là Bùn. Ai là ma. Bùn là ma không? Khổ quá, tìm nãy giờ không thấy em thương chị lắm em mới đi ra cho chị bắt đấy. Ui rồi, coi mà chạy trốn được thì có. Thế là bạn đã đánh mất con Samsung Galaxy Z Fold 4 vào tay chị đấy rồi. Thì chị em mình chơi đồ nhá. Không, em cậu mút thôi. Thì em mình mút nhé. Thôi được rồi, bây giờ chim tất thấy rồi thì đi sang xe nhờ anh Thành trao phần thưởng thôi. Xe nhờ, nhận phần thưởng. Anh nhận, quên mất, nhận nhận. Trần 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 trần. Người chiến thắng ngày hôm nay đó là Quyên với phần thưởng 2 chiếc điện thoại Z Fold 4. Ok, và chúng mình vừa hoàn thành xong thử thách trốn tìm trong căn nhà hoang để nhận chiếc Z Fold 4 và tất nhiên chủ nhân không phải là mình. Gì nữa? Gì là thôi, chào tất cả các bạn, nhớ đăng ký kênh mình, nhớ comment xem có thử thách nào hay hơn thì nhớ comment phía dưới nha các bạn nha. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye.